Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau thời gian triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận được thông tin phản ánh về việc nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an các phường và cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính công an thành phố Hưng Yên yêu cầu cập nhật định danh mức độ 3 để được cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip sang thẻ căn cước công dân. Với những phương thức thủ đoạn không hề mới, các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng thông báo quy trình đổi cấp mới thẻ căn cước giả danh cán bộ công an phường, thành phố dẫn dắt người dân cài ứng dụng giả mạo về điện thoại hoặc truy cập đường link cài đặt ứng dụng giả mạo gần giống với cổng dịch vụ công quốc gia. Mã độc sẽ song song được tải về điện thoại, cho phép đối tượng truy cập vào thiết bị để hoạt động truy cập dữ liệu và đặc biệt là quyền trợ năng chiếm điều khiển điện thoại để lấy cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP giao dịch. Sau đó sẽ thực hiện các lệnh chuyển tiền trên điện thoại nạn nhân và chiếm đoạt tài sản. Dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại đến người dân, nhưng thời gian gần đây, tình trạng nhiều người sập bẫy hình thức lừa đảo này vẫn gia tăng. Để tránh trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo sử dụng ứng dụng dịch vụ công giả mạo, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, một là nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng, không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện. Hai là cảnh giác với những yêu cầu cài đặt phần mềm. Người dân cần thực hiện nguyên tắc 2-0 bao gồm tuyệt đối không bấm vào đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Android Packet Kit, định dạng tệp được sử dụng bởi hệ điều hành Android để phân phối và cài đặt các ứng dụng di động. Ba là sử dụng những phương thức bảo vệ tài khoản sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và các ứng dụng thanh toán khác, không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân luôn cảnh giác với các chiêu trò thủ đoạn ngày càng tinh vi của loại tội phạm lợi dụng ứng dụng công nghệ cao này, đồng thời chia sẻ tuyên truyền trong cộng đồng người thân, bạn bè để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, tố giác và cung cấp thông tin cho lực lượng công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua công trình, thu thập phản ảnh thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở vì bình yên cuộc sống khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Khởi tố 6 bị can trong vụ thông tin sai sự thật, nữ công nhân lây HIV cho 16 người. Theo thông tin từ Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ngày 9 tháng 8, 6 bị can liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật và chia sẻ clip khiêu dâm đồi trụy về nữ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên hồi cuối tháng 7 năm 2024 đã bị khởi tố. Cả 6 bị can đều sinh năm 1995 gồm Nguyễn Đức N tại thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Nguyễn Hồng Quy, Nguyễn Văn S, Trần Văn T, Nguyễn Lê H, Nguyễn Ngọc H đều trú tại thành phố Thái Nguyên. Trong đó, 4 bị can đang bị tạm giam gồm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7 năm 2024, qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook và Zalo, Nguyễn Hồng Quy đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, thấy có 2 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, trong đó có thông tin hình ảnh được cho là của một nữ nhân viên làm việc tại công ty Samsung đã lây HIV cho nhiều người. Sau đó, Quy đã dùng tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin, hình ảnh chân dung, số điện thoại của nữ nhân viên có tên viết tắt là CTG nên đã chụp ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân chia sẻ lên nhóm Zalo giáo án. Chỉ 10 phút sau khi phát tán các thông tin trên, Quy thu hồi ngay, song hình ảnh đó đã nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài Quy, những người nói trên cũng chia sẻ các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của nữ nhân viên CTG của công ty Samsung, vừa qua Bệnh viện Đa khoa Yên Bình đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận nhân viên này không hề nhiễm HIV. Tại cơ quan công an, 6 người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đề nghị người dân nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, không lan truyền chia sẻ các thông tin không chính xác, các văn hóa phẩm đồi trụy, phản động trên mạng xã hội. Vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên mở rộng điều tra.
bắt giữ đối tượng buôn gần 1,5 kg heroin và hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp. Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ tổ chức lực lượng bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Đối tượng bị bắt là Giàng A Sồng, sinh năm 1986, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm có 4 bánh heroin có trọng lượng gần 1,45 kg, 6.353 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác chưa xác định được danh tính từ xuôi đến để bán ma túy, chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ, Giàng A Sồng, người thân của đối tượng đã dùng gậy và một số vật dụng gây cản trở, chống đối lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ nhanh chóng kiểm soát tình hình địa bàn, giải thích, thuyết phục người nhà đối tượng, phân công tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng, đối tượng và tang vật thu giữ. Đề xuất phạt tới 12 triệu đồng khi dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo đó, dự thảo nghị định đề xuất các mức phạt lỗi sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 như sau: phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh dưới 125 cm khối hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW và các loại xe tương tự như xe mô tô. Phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 125 cm khối trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kWh, xe mô tô 3 bánh. Cùng với đó, phạt tiền từ 10 tới 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Về điểm của giấy phép lái xe, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định như sau. Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm thuộc tính chất mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết. Ngoài ra, giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 điều 61 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Dự thảo cũng quy định về xử phạt trừ điểm bằng lái của tài xế, xe ô tô chở học sinh, chở trẻ em mầm non. Theo đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, gồm không hướng dẫn học sinh, trẻ em mầm non ngồi đúng vị trí quy định trong xe. Lái xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi, không hoặc không sử dụng có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, gồm lái ô tô chở học sinh tiểu học, trẻ em mầm non mà không có hoặc không đủ người quản lý trên mỗi xe, theo quy định tại khoản 3, điều 46 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non mà chưa đủ 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non mà lái xe, người quản lý chưa được tập huấn về quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, trẻ em mầm non. Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi lái xe kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non mà không có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non hoặc thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc xe có niên hạn sử dụng không đúng quy định hoặc không có màu sơn theo quy định đối với xe chở học sinh, trẻ em mầm non. Ngoài việc bị phạt tiền, người lái xe còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe đối với hành vi gồm chưa đủ kinh nghiệm 2 năm, chưa được tập huấn về quy trình đảm bảo an toàn, không có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non hoặc thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc xe có niên hạn sử dụng không đúng quy định hoặc không có màu sơn theo quy định đối với xe chở học sinh, trẻ em mầm non.